Vâng, mình xin chào tất cả các anh em. Thì hiện tại là mình đang nâng cấp máy chuẩn đoán lỗi Motor CanTab cho các anh em từ phiên bản thấp lên phiên bản cao nhất V2.6 bây giờ anh em nhá. Vâng, những anh em nào mà đang có nhu cầu nâng cấp máy thì anh em vui lòng gọi vào số điện thoại trên màn hình. Mình sẽ nâng cấp máy cho anh em và nâng cấp hoàn toàn miễn phí anh em nhé. Những anh em nào trước đây mà chưa nâng cấp thì anh em có thể lần này anh em nâng cấp thẳng lên V2.6 luôn ạ. Và thêm rất nhiều cái chức năng mới và thêm rất nhiều những cái dòng xe 2024 cập nhật vào máy cho anh em hoàn toàn miễn phí anh em nhé. Thì hiện tại bây giờ là mình đang nâng cấp cho ba anh khách hàng ạ. Cho ba anh khách hàng một lúc anh em nhé. Nâng cấp cho ba anh khách hàng một lúc. Nên là khi mà anh em yên tâm là đặt máy bên mình, khi mà mình cung cấp máy cho anh em thì sau này còn những cái chương trình nâng cấp thì mình sẽ có trách nhiệm nâng cấp cho anh em. Cái thời gian nâng cấp một máy thì nó sẽ rơi vào khoảng từ 15 đến 20 phút đồng hồ anh em nhé. Từ 15 đến 20 phút đồng hồ một máy ạ. Và mình có thể làm tối đa 5-6 máy một lúc anh em nhé. Và xong hết 6 anh thì lại tiếp tục đến 6 anh khác đang chờ ở phía sau, xếp lốt ở phía sau anh em nhé. Vâng, như vậy là anh em yên tâm và mình cũng chú ý anh em một chút là mình chỉ có nhận nâng cấp với những anh em mua máy ở bên mình thôi. Vì thời gian nó không cho phép nên là mình cũng không có đủ thời gian để nâng cấp cho những anh em mà mua máy ở bên các cái đại lý khác. Tất cả các cái đại lý đều uy tín hết nên là anh em khi mà mua máy thì anh em có thể là điện thoại về các cái đại lý mà anh em mua để anh em hỗ trợ cập nhật, hoặc anh em có thể là điện đến số điện thoại của tổng đài anh em có thể cập nhật được anh em nhé. Còn những anh em mà mua máy bên mình thì anh em vui lòng gọi vào số điện thoại trên màn hình, mình sẽ cập nhật máy từ phiên bản cũ lên phiên bản mới nhất V2.6 cho anh em nhé. Vâng ạ, các cái cách cập nhật thì rất chi là đơn giản, anh em chỉ cần chuẩn bị máy tính laptop là mình có thể là cập nhật cho anh em được anh em nhé. Vâng ạ, và bây giờ mình đang tiến hành cập nhật cho ba anh khách hàng một lúc anh em nhé. Những anh em mình thông báo, những anh em nào chưa cập nhật máy lên phiên bản mới thì anh em vui lòng liên hệ cập nhật đi anh em nhé. Một số anh em là khi mà sử dụng máy thì thấy máy báo cập nhật cái phần mềm ở trên máy tính bảng hoặc là trên điện thoại thì anh em ấn vào cập nhật nó đã lên phiên bản V2.6 rồi. Nhưng mà cái phần cứng Motor CanTab thì nó đang là phiên bản thấp hơn, không phải phiên bản V2.6. Như vậy là anh em một số chức năng nó sẽ không thực hiện được và thực hiện nó không chính xác. Nên anh em vui lòng liên hệ với mình để mình cập nhật ngay lên phiên bản V2.6 mới nhất để sử dụng cho nó nóng hổi và cho nó sướng anh em nhé. Rồi ok, anh gạt cho em 3 công tắc S5 xuống và 3 công tắc S3 lên ạ. Xong chưa anh? Rồi. Vâng, cái S3 này nó chạy trong vòng 5 phút cơ nên là anh cứ để nguyên đấy, là 5 phút sau em gọi lại anh nhá. Rồi. Ok, ok. 3S2 xuống và công tắc 3S1 lên ạ. Rồi. Xong chưa anh? Rồi. Xong rồi, ok anh, sắp xong rồi anh nhá. 30 giây là xong ạ. Sắp tới mình được cập nhật lên phiên bản V2.7 hoàn toàn miễn phí luôn anh nhá. Vâng. Dạ, vài tháng nữa là anh em mình lại tiếp tục cập nhật lên phiên bản V2.7 và thêm rất rất nhiều cái chức năng nữa anh nhá. Anh gạt ba công tắc S1 xuống giúp em. Ba công tắc S1 xuống ạ. Vâng, anh mở máy tính bảng lên giúp em ạ. Mở máy tính bảng lên giúp em ạ. Vào Motor CanTab luôn anh nhá. Rồi ok, chờ nó kết nối thành công đi. Anh đóng hoàn toàn ứng dụng mở lại giúp em. Bấm thoát đi ạ, bấm thoát đi anh. Bấm thoát đi. Bấm mũi tên bên trái đi ạ, là nó thoát ạ. Có, bấm có. Rồi anh vào lại giúp em ạ. Ấn lại giúp em. Rồi ok. Anh bấm cập nhật giúp em ạ. Rồi anh quay vào đây cho em xem.
Rồi anh ấn cập nhật giúp em ạ. Anh chờ một lát, máy ấy nó đang cập nhật anh nhé. Anh nhấn mở giúp em, anh nhấn mở giúp em. Rồi, anh chờ chút cho nó kết nối thành công đã. Rồi anh nhấn vào động cơ xăng. Động cơ xăng. Anh nhấn vào cho em là thông tin sản phẩm. Rồi ok, như vậy là phần mềm và phần cứng em đã cập nhật cho anh phiên bản VA.6 mới nhất là ngày 24/4/2024 là xong xuôi hết rồi anh nhá. Anh tháo bỏ máy là xong xuôi rồi ạ. Trong cái quá trình làm việc có vấn đề gì không hiểu anh tiếp tục gọi cho em anh nhá. Dạ, em cảm ơn. Vâng, em cảm ơn anh ạ. Anh gạt ba công tắc S3 xuống và ba công tắc S2 lên giúp em ạ. Xong chưa anh? Rồi. Dạ vâng, ok, sắp xong rồi anh nhá. Anh chờ em chút, khoảng tầm 1 phút đồng hồ nữa là xong thôi. Hiện tại nó đang xài trên máy tính bảng hay là đang xài trên điện thoại anh? Moto chỉ cái tab ấy. Trên máy tính bảng. À, máy tính bảng hiệu gì đấy? Xiaomi. À rồi, có Android, ok. Khoảng tầm 1 phút nữa xong thôi ạ. Anh gạt ba công tắc, anh gạt trên giúp em ba công tắc S2 xuống và ba S1 lên giúp em ạ. Anh giúp em anh gạt ba công tắc S2 xuống và ba S1 lên ạ. Xong luôn rồi đúng không anh? Đúng rồi. Rồi ok anh. Chuẩn bị xong rồi anh ạ, 30 giây nữa là xong thôi. Anh gạt ba công tắc S1 xuống giúp em. Rồi anh mở máy tính bảng lên giúp em ạ. Đúng rồi, mở máy tính bảng lên ạ, quay camera đằng sau cho em. Rồi anh quay cho nó. Rồi anh ấn vào động cơ xăng giúp em ạ. Anh nhấn vào động cơ xăng một lần nữa. Rồi anh nhấn vào thông tin sản phẩm giúp em. Anh nhấn vào thông tin sản phẩm giúp em. Anh nhấn vào cái mũi tên màu đen. Đúng rồi, đúng rồi. Cái mũi tên đấy để cho nó mở cái thanh công cụ bên. Rồi anh ấn vào thông tin sản phẩm. Rồi ok anh, như vậy là em đã cập nhật cho anh phần mềm là ngày 24/4/2024 phiên bản VA.6. Phần cứng là ngày 24/4/2024 phiên bản VA.6. Như vậy là cập nhật thành công rồi anh nhá. Sử dụng máy trong cái quá trình làm việc mà không hiểu cái gì hoặc là nó có vấn đề đó cần hỗ trợ thì cứ gọi cho em anh nhá. Vâng vâng, em chào anh ạ.
anh gạt ba công tắc S5 lên cho em xong chưa? Rồi. Vâng. À, trong cái quá trình cập nhật máy mô tô gì kiến táp, thỉnh thoảng nó kêu tít tít vài tiếng thì không vấn đề gì. Nó mà kêu liên tục thì anh báo em nhé. Rồi. Rồi ok anh chờ một lát nữa em khoảng tầm 2 phút em quay lại cho anh nhé. Rồi.